Mới đây tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm ngày thành lập. Trải qua 46 năm trưởng thành và phát triển, Tổng công ty luôn khẳng định được vai trò vị trí là cánh chim đầu đàn trong ngành điện của cả nước. Giai đoạn 2010-2015 là giai đoạn tổng công ty thực hiện các chương trình mục tiêu lớn mà Đảng và chính phủ giao cho ngành điện đó là thực hiện tiếp nhận toàn bộ lưới điện hạ áp khu vực nông thôn, trực tiếp bán điện đến hộ dân để người dân được hưởng giá bán điện theo đúng quy định của chính phủ. Tiếp tục đưa điện lưới quốc gia đến thôn bản, miền núi, hải đảo. Đặc biệt, năm 2014 là năm Tổng Công ty hoàn thành dự án đưa điện lưới ra đảo Cô Tô, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, Vừa qua cùng với 6 tổng công ty thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng công ty điện lực miền Bắc được Thủ tướng Chính phủ vận dụng xếp hạng là tổng công ty đặc biệt. Điều này càng khẳng định rõ vai trò quan trọng của ngành điện đối với sự nghiệp phát triển kinh tế cũng như đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.